À, cao to rộng rãi. Mỗi tội là nhà này thì dáng hơi đơn giản. Lòng nhà rộng gần 5 mét. Gian giữa này là 2,6 m, hai gian bên là 2,4 m. Đấy, cực kỳ là to rộng luôn. Cột cao 3,6 m. Vừa rộng mỗi tội là không có bức thuận này. À, cửa giả thì đây, cửa giả đầy đủ, ngưỡng ngạch cửa giả đầy đủ đấy. Chuyện này ngưỡng ngạch cửa giả đầy đủ, cột hiên này về này, thay cột hiên gỗ này, kẻ hoành rất to, mỗi tội đặt hơi thưa đấy. Cửa giả các thứ đầy đủ, nhà ba gian. À, chất gỗ thì đẹp lắm, toàn lim xoắn luôn. Đấy, nhìn đen đen đơn bẩn này thôi nhưng mà đánh nha thì tuyệt vời luôn, cao to rộng. Đấy, cửa giả các thứ đầy đủ, hiên 1,4 m cộng với lòng nhà 4,8 m là bao nhiêu nhỉ, 6,2 m ấy, 6,2 m. Tính cả cái buồng này nữa là này, tính cả cái buồng này nữa là 4 gian. Gian buồng này thì có thể làm thêm được. Hoành đẹp lắm, hoành đẹp. Còn ba gian giữa này là ba gian chính, rộng rãi, cao to. Mỗi tội là đấy, trơn, kèo trơn luôn. Nhưng mà cũng rất đẹp. Trơn lại có cái đẹp của trơn. Đấy, cửa giả lim đầy đủ, cửa chắc chắn phết đấy, cửa bản lề. Đấy, các bác ngắm nhé, dui còn được, hoành to đấy, hoành to đầy đủ dui được. Cột gần 20. Cột này gần 20. À, cái này không phải mối. À, này mua được khuyến mãi thêm quả dương bằng gỗ lim này. Với cả quả dương. Đấy. Các bác ngắm kỹ nhá. Đấy.